Vâng, em xin chào các bác. Vâng, lời đầu tiên thì trong video em xin gửi lời chào đến toàn thể các bác, những anh em mà đang có niềm đam mê audio và đang theo dõi kênh của Hùng JBL, cũng như là các bác khán giả chưa đăng ký kênh. Thì các bác xem được video thì các bác hãy vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh ở mé bên phải màn hình của các bác, có chữ đăng ký màu đỏ, các bác bấm vào đó đăng ký kênh của Hùng JBL để các bác sẽ liên tục được theo dõi những cái video mà em sẽ đăng tải lên những cái sản phẩm loa hoặc là đẩy những cái hàng thiết bị âm thanh rất là cao cấp, cũng như là nó rất là phù hợp với các bác, để cho các bác có những cái cơ hội để mà tiếp cận với những cái sản phẩm mà mình đang tìm kiếm ở bên kênh Hùng JBL, cũng như là cái tham khảo những cái sản phẩm mà em đang có cũng như là trên thị trường đang có các nhé. Vâng, một là lời thân ái là em xin gửi lời chào đến tất cả các bác và đã yêu quý kênh của em. Và ngày hôm nay trong video ngắn em xin giới thiệu các bác, đó là một đôi loa Mỹ, đôi loa Mỹ xịn các bác nhé. Đấy, xuất xứ từ Mỹ xịn và thương hiệu của đôi loa đó là đôi loa Clip các bác nhé. Clip là một trong những Clip là một trong những cái sản phẩm của Mỹ và người ta đã thiết kế ra những dòng loa nghe nhạc huyền thoại các bác đã được biết đến và các bác đã được thưởng thức, các bác đã được nghe. Thì ngày hôm nay nó được xuất hiện trước mặt các bác là một đôi loa Clip với bát 30, một chung kèn củ 12 và một chép kèn siêu chép kèn các bác nhé. Thì đây là hình thức bên ngoài của cặp loa. Em làm một mình cho nên là em cũng phải xoay sở đôi khi các bác nhìn cái video nó cũng thể nó loáng tí, các bác thông cảm. Nó được thiết kế một cái lớp sơn sần, nó sơn ở bên ngoài để bảo vệ cho cái thùng loa chúng ta tránh được cái ẩm mốc cũng như là cái tác động môi trường bên ngoài, để nhằm cho nó tăng cái tuổi thọ của đôi loa lên, sử dụng lâu dài hơn. Bởi vì người ta thiết kế một đôi loa rất là cầu kỳ, đó là một thương hiệu Clip. Đấy, quá quen thuộc với những bác mà chơi những dòng loa nghe nhạc. Những cái này không phải xứt đâu các bác nhé, đây là những cái chiếc những cái vết sơn nó dây vào đây thôi. Đấy, người ta sử dụng những cái bẩn nó vào đây thôi, em có thể lau đi cho các bác được. Nhưng ngày hôm nay thì em cũng chưa có thời gian nhiều, bởi vì mấy ngày hôm nay thì về cũng khá là nhiều những cái dòng loa Đức, loa Mỹ và nhiều những cái loa khác các bác nhé. Em có rất là nhiều những cái dòng loa cho các bác để các bác có thể lựa chọn cho riêng mình. Những dòng loa này thì toàn là những dòng loa mà chất lượng thôi. Đấy, cho nên là các bác ngoài dòng JBL em vẫn làm thường xuyên, thì em sẽ săn tìm những cái sản phẩm loa cao cấp, những cái loa thương hiệu, những cái loa mà chất lượng tốt về để cung cấp cho các bác. Thì cái thương hiệu Clip này nó có từ khá là lâu rồi. Về những dòng loa nghe nhạc thì ngày hôm nay nó trước mắt các bác đó một đôi full 30, thì các bác hãy nhìn vào đây, thì là đây là chạm đằng sau của nó đưa vào tín hiệu cho loa bằng jack 6 ly và hai cái jack kẹp vặn như này như bình thường, và phía đây nó có một chiếc cầu chì để bảo vệ cho chúng ta khi cái loa mà nó hoạt động quá ngưỡng thì nó có thể ngắt. Đấy, và thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Mỹ. Dòng này thì là loa xịn rồi, chúng ta không phải bàn đến xuất xứ nữa. Chất âm của nó thì quá tuyệt vời. Một trong những dòng mà anh em chơi nhạc rất hay săn tìm và tìm kiếm. Một bát 30 các bác nhé. Thì củ từ nó khá là lớn đấy các bác. Tí nữa em sẽ quay cái củ từ cho nó. Các bác xem. Nó được thiết kế những cái nẹp bằng gang ở xung quanh đây chứ không bắt trực tiếp vào đây các bác nhé, không bắt trực tiếp vào đây như những cái loa bình thường, mà nó thiết kế bốn cái nẹp bằng gang ở đây, bốn góc để nó nẹp cái loa này, loa bát lại. Đó, phía bên trên là một chiếc chung kèn để bổ trợ cho cái giải lời ca sĩ cũng như là những cái nhạc cụ như là kèn guitar hay là những saxophone đấy, hoặc là tam thập lục, hoặc là những cái giải mà trung cao đấy, thì nó sẽ thể hiện ở cái loa kèn chung này. Còn phía bên trên thì nó sẽ bổ trợ cho giải chung là một cái con tép siêu tép để thể hiện những cái giải xì, những cái giải lách tách, những cái nhạc cụ ở giải cao. Đấy, ví dụ như cái xẻng hoặc là những cái thiết bị mà độ nhạy lớn, độ nhạy cao mà ở cái giải tần cao các bác nhé. Đấy, nên là có đôi loa này nó được thiết kế với ba cái giải rất là tuyệt vời, cho nên là chúng ta mang lại một chất âm cực hay. Đấy, nó có sử dụng hai cái lỗ thông hơi ở trước mặt đây các bác này, vì cái bát này nó khá là khủng cho nên nó sử dụng tới hai cái lỗ thông hơi. Độ dày của cái ván để lắp mặt này chính xác chuẩn của nó là 3 phân các bác nhé, 3 cm.
nó có độ dày là 3 cm. Đấy, em làm video kỹ một chút cho các bác cùng quan sát. Đấy, đây thì nó sử dụng là 3 cm chuẩn, đấy thước em kéo là chuẩn 3 cm, còn phần bao quanh này là 2 cm. Đấy, với những cái bò nhựa ở xung quanh này. Đấy, bò nhựa chịu lực ở xung quanh này để cho chúng ta kê. Đấy, xách đi kê hoặc là trồng những thiết bị khác lên, nó sẽ có độ bền cao hơn cũng như là nó tạo cái dáng cho cái loa, trồng nó cứng cáp. Đây là phía đây là cái sách và những cái con ốc này để em bắt từ loa kia sang. Bên đây thì em đã mở nội thất một chiếc ra để cho các bác cùng quan sát và thưởng thức. Con này thì thiết kế một cái thùng vuông chữ nhật các bác nhé, đấy, thùng cân, cho nên là rất đẹp và rất dễ, nào là rất dễ phối ghép. Về hình thức bên ngoài thì còn rất đẹp, vuông vắn tất cả, không có bị sứt mẻ ở đâu cả, đấy các bác nhé. Đấy, cạnh thùng rồi tất cả mọi thứ là đều ngon, đều zin cả, lớp sơn còn nguyên bản, chưa có vệ sinh gì, và những cái bo góc cạnh này cũng không có bị vỡ vạc gì hết, rất là đẹp. Ừ. Tuy nhiên khi vận chuyển thì nó cũng có thể là nó xước xác ra một chút, nhưng không vấn đề gì. Thì trước tiên các bác quan sát thấy là một quả bát nó khá khủng. Con này thì em nghĩ rằng là con này là côn, chắc là côn 75, 63 hoặc 75 gì đấy. Tại vì là nhìn qua cái rốn thì chúng ta cũng không khẳng định được tuyệt đối, nhưng mà 63 thì chuẩn hơn. Với cái củ từ của nó là 19,5 cm các bác nhé, 19,5 cm. Bát 30. Cái hoàn toàn cái xương này là bằng nhôm đúc, mà lại còn đúc cái xương chịu lực như này, nên cực kỳ cứng cáp và chất. Ở đây thì nó thiết kế hai cái rắc kẹp để vặn vào âm, giống như là vặn vào âm ly hoặc là vào cục đẩy các bác này. Đấy. Rất chắc chắn. Và trên cái củ loa này nó cũng có in chữ Calip và số lô, số model gì đó nữa. Đấy. Cái bích này là bích sắt đen. Rất là đẹp. Đấy, và bây giờ em sẽ lật cái củ lên. Rất nặng các bác. Côn và nhện của chiếc loa này, đôi loa này thì còn zin tuyệt đối và rất đẹp cái màng của nó. Đấy. Giờ em sẽ lật cái màng lên cho các bác xem. Con này thì chuẩn chắc là con 63 là chuẩn, nhưng mà nó mang ra một cái tiếng bát và một cái tiếng trầm rất sâu và rất uy lực. Đấy. Đây là chiếc mặt của chiếc bát. Đấy. Đây có cái dịu woofer thì có nghĩa là nó bát rất đẹp, màng giấy mỏng như là dòng màng của JB, và cái gân của nó là gân xếp ly các bác nhé, 1 2 3 tới 4 ly, 4 ly vào gân bản khô, hoạt động cũng rất là bền. Nếu các bác em nghĩ rằng là nó cũng có dầu nhưng lâu ngày rồi nó khô thì các bác có thể dưỡng lại, hoặc là em có thể dưỡng lại cái gân này cho các bác. Đấy, đây là cái củ bát. Thế còn đây là cái củ chung kèn các bác, củ chung kèn này. Đấy, cái loa 30 mà cái họng này, cái chung này nó lắp vào đây thì cái củ chung nó làm đến tận dưới đáy cái thùng luôn các bác. Đấy. Còn nguyên bụi. Quá đẹp. Củ chung này có đường kính là 12 cm, và cái củ chép này có đường kính là 9 cm các bác nhé, các bác lưu ý nhé. Đấy, đây là một chiếc siêu chép. Cho nên là nó mang cái tiếng chép rất là mịn, rất nhạy. Đấy. Cực kỳ hay. Đây, thiết chung này rất giòn. Đấy, còn một cái điều quan trọng nhất là bây giờ em sẽ cho các bác xem, nhưng em phải dừng video lại em mới nhấc được quả bát này ra, không có rơi thì hỏng mất. Đây thưa các bác, cái điều này mới quan trọng. Đấy. Điều này mới quan trọng quyết định được cái chất âm của đôi loa. Các bác thấy không? Những cái linh kiện giống như là những cái linh kiện mà ở những cái loa S90, nó quá khủng. Một cái bát 30 mà các bác thấy không, cái phân tần này nó tới dài tới khoảng 25 cm, rộng khoảng 15-17 cm, với những cái tụ điện và những cái cuộn cảm làm cực kỳ cẩn thận và cầu kỳ như này. Ba đường tiếng nhưng mà nó sử dụng tới 1, 2, 3 cái biến áp và thêm hai cuộn cảm nữa, cộng với những cuộn điện trở này khổng lồ. Bụi bẩn này các bạn thấy nó lau đi nó sạch này, lau đi nó sạch này. Đấy, và những cái con tụ cao cấp thường gặp ở những cái loa xịn. Đây là phần phân tần các bạn này. Đấy,
Thì các bác đã nhìn thấy, đã khẳng định được là loa xịn chưa, loa đã hay chưa, loa chuẩn chưa. Ngày mai em sẽ test video test âm các bác nhé. Ở đây phía ở đây thì các bác thấy nó có cái cầu chì đây, cầu chì để bảo vệ cho hệ thống loa này khi mà hoạt động quá tải nó có thể ngắt hoặc đứt cái cầu chì này, không bị ảnh hưởng đến loa các bác nhé. Tuy nhiên chắc là chúng ta đánh đột xuất nó cũng có thể trường hợp cháy vẫn xảy ra bình thường đấy, có điều là nó sẽ đứt cái cầu chì này để bảo vệ cho chúng ta phần trung phần bát hoặc là cái phần phân tần đó nhá. Còn cái check thì chúng ta không thể nói trước được, có thể đột ngột rít một cái thì không có cái gì chặn được cả, vẫn cháy bình thường nhé. Đấy. Vâng, video ngắn em làm đôi loa Mỹ đến đây xin tạm dừng, và cũng xin cảm ơn các bác rất là nhiều dành thời gian cho kênh Hồng JBL và dành thời gian xem video. Em xin chào tạm biệt các bác và hẹn gặp lại các bác trong video ngày mai sẽ test âm đôi loa này và còn nhiều nhất rất nhiều những cái sản phẩm loa khác các bác nhé. Đây, những cái loa 40 Italia các bác này. Đấy, em có rất nhiều ở trong đây. Và những đôi loa Nhật. Rồi phía bên ngoài kia vẫn còn những đôi loa Mỹ, loa Đức. Đó, các bác nhé. Còn rất nhiều những đôi loa Anh. Nói chung là đợt này em về toàn loa đẹp thôi. Loa JB này. Súp JB cũng có này. Loa Nhật. Đó. Rồi những dòng loa ôm. Cực chất. Đây, đó. Đấy, dòng loa ôm. Cực chất luôn. Đấy. Các bác xem video thì nhớ like và đăng ký kênh nhé. Em cảm ơn các bác ủng hộ rất là nhiều. Và xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video sau. Vâng, xin chào tạm biệt các bác.